Mới cách đây mấy tuần thì chúng ta đã từng suýt xoa về đám cưới xa hoa toàn siêu xe của Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam Trà My với người chồng doanh nhân. Đến chiều nay thì cộng đồng mạng lại xôn xao trước thông tin về đám cưới được cho là có 102 tại Nam Định với món quà cưới là một chiếc vương miện trị giá 100 cây vàng của mẹ chồng trao cho con dâu. Đây là những hình ảnh lễ cưới diễn ra tại lâu đài Lan Khoa Quê ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đám cưới này được coi là hoành tráng nhất huyện Hải Hậu từ trước tới giờ. Theo thông tin được lan truyền thì cô dâu tên là Minh Nguyệt vừa tròn 20 tuổi, còn chú rể tên là Nguyễn Khoa. Cả hai gia đình đều giàu có, nổi tiếng ở trong vùng. Theo người dân địa phương thì chiếc vương miện sang trọng trị giá 100 cây vàng được bố chồng đích thân mua tặng con dâu trong ngày cưới. Và đây cũng là lần thứ hai cô gái được nhận món quà sang trọng như vậy từ gia đình nhà chồng. Theo một vị lãnh đạo ở huyện Hải Hậu, đại gia tổ chức đám cưới cho con có tên là Khuê, làm ăn kinh doanh ở bên Trung Quốc. Ở địa phương đại gia Khuê cũng có tiếng trong việc hỗ trợ xây dựng đường xá ở xã và góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới. Gia đình vị đại gia này có nhiều tài sản lớn, đặc biệt là tòa lâu đài có tên là Lan Khoa Khuê trị giá 200 tỷ đồng. Ngoài ra còn có rất nhiều xe sang. Nhà chú rể thậm chí còn mời cả ca sĩ Phan Ninh Tùng về biểu diễn cùng một dàn nhạc biểu diễn cả ngày cho thực khách đến ăn mừng. Và một đám cưới siêu sang cũng đủ làm cho một vùng quê yên bình trở nên nhộn nhịp hơn với những lời bàn gia tán vào. Và số đông cư dân mạng thì bày tỏ sự ganh tị với cô dâu, đặc biệt là vào lúc khoảnh khắc mà mẹ chồng đội chiếc vương miện nạm đá ruby trị giá gần 4 tỷ đồng cho cô với hàng đống vàng hồi môn đeo vào à, tay, ở cổ và ở cả đầu tóc nữa. Và nhưng cũng có nhiều người khác lại tỏ ra hoài nghi về giá trị thực của chiếc vương miện cũng như hành động đội của hồi môn quý giá cho con dâu của bà mẹ chồng nhiều người cho rằng là các nhân vật chính trong đám cưới xa hoa bạc tỷ này đã cố ý làm màu để gây sự chú ý tóm lại rằng là dù có thế nào đi chăng nữa thì dư luận càng bàn tán thì đám cưới này càng trở thành một sự kiện hot và cộng đồng mạng còn rủ nhau để truy tìm facebook của cô dâu chú rể song rất tiếc là cô dâu đã khóa tài khoản từ mấy ngày trước khi lễ cưới diễn ra